Hi, chào tất cả anh em. Chào anh em đang xem cái video clip này của Tiến nha. Thì hôm nay Tiến tiếp tục giới thiệu với anh em mình một cái mẫu súng bắn đạn cao su trong cái phân khúc súng, những cái mẫu súng cao cấp của bên shop của mình. Thì đây là mẫu súng bắn đạn cao su chính ly. Cái mẫu này thì nó có cái đặc biệt là nhỏ gọn trong lòng bàn tay luôn. Mình có thể là dễ dàng cất giấu, dễ dàng, nói chung là rất là nhỏ gọn trong lòng bàn tay luôn. Tiếp tục là cái phân khúc những cái mẫu súng bắn đạn cao su. Đây là hàng riêng. Mẫu này là có tên là Yoyaki 906. Đây, nó của hãng Yoyaki, sản xuất cái modem của nó là 906 nha. Thì trước tiên vào giới thiệu cái con súng bắn đạn cao su Yoyaki 906 này, thì mình xin nhắc lại một lần nữa về cách giao dịch của shop mình. Thì hiện tại là shop của Tiến chỉ có một cách giao dịch duy nhất thôi, là chuyển khoản nhận hàng nha anh em nhớ nha. Chuyển khoản nhận hàng chỉ có một cách giao dịch duy nhất đó. Rồi, mình sẽ vào mình giới thiệu cái con Yoyaki này cho anh em xem luôn. Thì đây là con hàng của hãng Yoyaki nè. Cái bản này thì nó có nhiều màu lắm, màu đen, màu bạc, màu trắng. Nhưng mà hiện tại thì bên shop mình chỉ còn cái con màu đen này thôi. Nó sử dụng đạn cao su chính đi. Đấy. Thì hàng này là hàng riêng nhập 100%. Thì hàng này nhập từ Thái nha, súng bắn đạn cao su nè. Thì cái băng của nó thì được 6 viên, cái ổ đạn của nó là 6 viên nha, một viên trên nòng. Ổ đạn của nó là được 6 viên nha. Thì cái cơ cấu của nó là lên đạn một lần rồi bắn từng viên, nó không có chế độ auto. Không có chế độ auto bắn một lần cái hết, nó chỉ bắn từng viên. Nhưng mà cái đặc điểm của con này là nhỏ gọn, tiện lợi, anh em thấy không? Nó chỉ vừa trong lòng bàn tay thôi. Đó, băng đạn thì nó cũng băng, đây là băng đạn 6 viên thôi. Đó, để mình vào đạn luôn, vào đạn cho anh em mình xem nha. Thì vào đạn cũng rất là đơn giản thôi. Đó, anh em mình nếu xài quen thì vào đạn cũng rất là dễ dàng. Đó. Thì mình lưu ý nè, khi mà để ở nhà hoặc là không sử dụng nha, thì anh em mình tốt nhất là đừng nên để băng đạn vào trong cây súng nha. Đó, để hạn chế cho cái lò xo này cái lực nó nén nó giãn, và cái thứ hai nữa là an toàn. Đó, nhiều khi những người không biết cầm tới rồi quên rồi cứ bóp là nó sẽ nguy hiểm đến, nó nguy hiểm lắm. Thì đây nó cũng có cái nút khóa an toàn luôn nè. Nó khóa an toàn, mình trượt xuống trượt lên thì mình mới bắn được. Đây, nó gấp đạn là cũng rất là chân chu luôn. Mình giật đạn cho anh em mình xem nè, chân chu lắm. Nói chung là xài những cái con hàng zin như thế này thì sướng ha. Mình bắn thì bao nòng niết rồi bao hết, không có sợ tét nòng gì hết ha. Đấy, một cái con hàng rất là ok luôn, 906. Thì anh em nào mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của Tiến nha. Mình để góc trái màn hình 0906222435. Số điện thoại để liên hệ trực tiếp với mình nha. Con hàng 906. Mình thì mình không có làm cái clip test được, tại vì thời điểm này đăng những cái clip test lên thì YouTube nó sẽ đóng khóa cái video lại, nên mình hạn chế mình làm clip test cho anh em xem nha. Con Yoyaki 906. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây đi nha. Hôm khác mình sẽ tiếp tục mình lên những cái con hàng khác cho anh em mình xem. Anh em mình nhớ nhấn giùm mình cái nút đăng ký kênh nha. Nhấn nút đăng ký kênh để mình có động lực làm tiếp, và khi ra những cái video mới thì anh em mình sẽ xem được ngay luôn, xem những cái video mới đó liền luôn. Rồi, mình xin chào và xin tạm biệt tất cả anh em.